Ok, what's go? Chào bạn, chúng ta đang ở Ni và 11 của chương 4. Ni và 11 chương 4. Đâu? Ai đối tượng đâu? Đang ở trong này. Xếp liệu hai đối tượng. Trời. Cái này xa được mấy thằng này. Siêu xạ thủ. Siêu xạ thủ. Biệt tích chuyên tư được thành vụ. Đấy. Cao quá không để được. Container cao quá. Chết hàng. Chết hàng. Chết ra hiện đại. Bốn tên nữa. Ok, một tên nữa rồi. Xong. Ok, what's go đi vào 12. Mình đang vào vai một biệt kích để đi tiêu diệt tên khủng bố. Đấy, lên mái nhà. Cao quá nhỉ. Không lên được. Không tố một viên đạn nào luôn. À, bốn tạc beo. Shot. Hết đạn. Úi trời. Đánh dã man. Tung khói này. Lấp vào đâu mà mình không thế. Đây là. Ok, what's go đi vào 13 chương 4. Chương cuối cùng. Chương cuối cùng của game Childcare Offline. Trời ơi. Úp toạt mình. M4. Bỏ qua thằng đi đã. Nát nữa qua lại tí rộng. Đã chạy ra đây nhanh thế. Cồn gấm. M4 tạc bì. Đội chiến quân này có hai đội nhé, một đội mặc dàn dư đen là chuyên bắn M4,
và một đội mặc áo vàng và chuyên bắn AK. Phân cấp tôi phân quyền sử dụng vũ khí khác nhau. Đội này bắt đầu có biểu hiện chạy như hack, rất nhanh như hack, nhằm các đội chỗ khác rồi. Tên này cái đầu trên này, trên ban công biết ngay mà chỗ này bắn rất êm nhưng mà độ lệch rất cao, khỏe đạn này, khỏe đạn rất cao, không chính xác cũng được như AK. Không lên được trên này. Được. Nằm dưới một chỗ bắt buộc phải đi vào. No last. Ok, Wasco đi vào 14. Anh đi vào 14. Cho các bạn theo dõi game của mình, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Like đăng ký kênh ủng hộ mình gian tiếp những video tiếp theo. Sau khi kết thúc cái game này trai kèo offline thì mình sẽ tìm một cái game khác quay chơi với bạn kia. Trời ơi hai đầu, ok, đã hết địch, chạy nhỉ, chạy lên ban công chạy lên ban công bắn xuyên tường mình ấy. Một tên nữa rồi, tiếp tục trận đấu. Ok, Wasco nghi vào 15 rồi, còn 2 năm nghi vào nữa là chúng ta sẽ kết thúc game Striker offline. Mọi người có game nào về bắn súng offline hay dành cho mobile thì có thể bảo mình nhá, tải về và chơi cho mọi người xem, tích cực ra những video chất lượng. Hôm nay đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Trời, mầm mống đi ra cái giết này. Đục nát tường quân địch. Ok, một tên nữa rồi, tiếp tục trận chiến của chúng ta. Trên đầu ok, what's the goal? Nếu đi theo con đường này chúng ta sẽ nhặt được một khẩu súng ngắm, một khẩu súng bắn tỉa. Còn không biết thì chúng ta có bắn được tên nào. Hai tên luôn. Đổi súng luôn.
đây rồi, biết mất rồi. Đi nhanh cướp đi. Cạc đeo. Cạc đeo. Hay chúng ở ok ai đi sang ạ cần có một game mà bot nó không được như thế này thì bắn nó mới khó khăn. Cần khó khăn để rèn luyện hai tên nữa, một tên chắc là trên ban công rồi. Đúng vào đây ngắm cái gì đấy. Một tên chắc là cầu thang, cầu thang nào này. Mình sẽ đi lối này không cần phải ăn khẩu súng bắn tỉa nữa. Nó khá phiền phức. Không giải quyết được gì cả. Ba tên đã xuất hiện rồi. Ba chấm đỏ là ba tên. Ba chấm đỏ là ba tên. Quá nhanh. Biệt sức. Biệt sức. Đứng chỉ đứng bộ. Bộ đứng thủy đứng bộ đấy đi không đâu mắm cơm con già đi nhưng mà có cơm gọi bố. Ôm đi bà. Anh ơi, bố nói nhỏ nghe. Không, mình sao không có được tên nữa. Tiên tường này. Còn một tên nữa chắc chắn là đang ở trên lại trên chỗ cầu thang rồi. Đúng đây là gì? Ok, let's go, Niva 18. Chúng ta sẽ kết thúc video này khi mà vượt qua Niva 20. Bạn nào có game nào về bắn súng hay hay một chút dành cho điện thoại thì comment giúp mình nhá. Mình sẽ tải về cho mọi người xem. Nhớ là game online nhá mọi người nhá. Online nhá, online mình sẽ không chơi được. Tại vì không thể chơi được liên tục, vừa chơi vừa dừng lại nữa, online sẽ không dừng lại được, hoặc dừng lại thì sẽ gây ảnh hưởng đến người chơi cùng. Trời, còn bắn lên trời. Bắn lên trời. Rồi, 4 cạc đeo.
đằng sau có cả đấy, xe. Ok câu đi vào 19 à, rất nhanh biệt kích, chúng ta làm được rất nhanh gọn. Ok, một em mình là những biệt kích đặc biệt nên tiêu diệt thành phần thành phố cách nhanh gọn nhất, nhanh gọn nhất. Một mình tiêu diệt tất cả các địch. Đạn rồi, đâu vào đấy, cả cái thằng này, cái này nó ở đây. Ok. Đó. Nét này nó gì? Rất dị. Không đi được. Mát này à, khá nhiều góc khác nha. Ờ, tất cả. Ôi, có ai tên cùng nhau à? Mình mới ra muộn một cái mà ba tên đi cùng nhau thôi. Đằng sau. Úi cả. Có thằng bắn đằng sau. Đặt beo vào 4. Sát thủ. Sát thủ đứng trên khủng bố. Chuyên gia tiêu diệt khủng bố. Còn tên trên này giết luôn, chứ đã phải chạy lên. Nhanh gọn.